Kính thưa quý vị, để có làn da đẹp đều phải bắt nguồn từ sức khỏe tốt bên trong. Ngày nay với tốc độ phát triển nhanh của cuộc sống hiện đại làm cho chúng ta không lường hết được những tác nhân làm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, trong đó phải kể đến là thực phẩm kém chất lượng, không khí ô nhiễm, vân vân, làm ảnh hưởng lớn tới sức đề kháng của cơ thể, từ đó ảnh hưởng tới sức khỏe và làn da. Là người làm trong lĩnh vực làm đẹp lâu năm, tiếp xúc với nhiều khách hàng với nhiều tình trạng bệnh lý da khác nhau, tôi nhận thấy điểm chung cơ bản làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cũng như làn da của khách hàng đều liên quan tới nội tiết tố. Do nội tiết tố bên trong bị rối loạn, chính động lực đó giúp tôi tìm thấy sản phẩm thuốc nam triệu hòa và mong muốn chia sẻ tới mọi người. Bà Trần Thị Hòa là một trong số ít lương y tiêu biểu toàn quốc được Bộ Y tế tặng bằng khen và là nhân vật vinh dự được làm việc và chụp ảnh lưu niệm cùng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bác Nông Đức Mạnh và nhiều cơ quan đoàn thể khác. Hy vọng những thông tin hữu ích sẽ được chia sẻ rộng rãi tới nhiều người. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Sản phẩm hiện nay thì rất nhiều cái bệnh xương khớp liên quan đến các độ tuổi khác nhau, thậm chí là người trẻ tuổi cũng bị xương khớp đúng không bà? Đúng ạ. Và đặc biệt đấy, những người trung tuổi càng bị xương khớp nhiều hơn và đi chữa có nhiều các bệnh viện khác thì phải uống thuốc tây khá nhiều và thậm chí là phải ở bệnh viện để theo dõi đúng không bà? Thì hiện nay nhà thuốc Nam Triệu Hòa có cái sản phẩm là cao xương khớp Triệu Hòa. Cái sản phẩm này cụ thể nó như thế nào, bà có thể chia sẻ với quý vị khán giả cũng như là các bệnh nhân trong và ngoài nước được không ạ? Báo cáo với mọi người là cái sản phẩm cao xương khớp này này, nếu mà nói là nấu cao ấy thì là cái loại sản phẩm này là phải từ 60 đến 70-80 loại thảo dược thì mới nấu được thành một cái cao xương khớp này. Cho nên là khi mà ai mà bị nhá, ví dụ là đau dây thần kinh này, đau tê nhức mỏi này, thoái hóa này, vôi hóa này, rồi đau đa khớp này, rồi nói chung là thoát vị đĩa đệm này, là tất cả nó ở cái cao xương khớp này. Cho nên các vị mà uống ấy, nhưng mà ai mà uống ấy thì phải uống kiên trì, tức là một tháng thì chỉ đỡ được khoảng 10% hoặc 20% thôi. Mà người bị lâu ấy phải uống từ 3 đến 4 năm tháng mới khỏi được. Tôi lấy ví dụ như một cái anh Thủ, anh người ở Hà Đông, cách đây là 25 năm rồi. Anh ấy bị, anh năm đấy anh ấy mới có 25 tuổi thôi, 53 tuổi thôi, mà đang ở bộ đội, nhưng mà hai cái bên khớp của anh ấy thoái hóa, anh đi bước nào người ta nghe tiếng kêu bước ấy. Thế mà anh ấy uống, năm nay anh gần 80 rồi mà tức là anh ấy không bị lại nữa. Như vậy là cái sản phẩm cao xương khớp này á, mọi người uống phải kiên trì. Kiên trì nó khỏi là nó khỏi hẳn mãi mãi chứ nó không bao giờ nó bị lại. Ví dụ như là thuốc tây á, thì mình uống mình vừa uống này mình vừa tiêm mình cảm thấy là ấy chỉ trong một tuần là nó đỡ ngay, nhưng mà tháng sau nó lại bị lại. Nhưng mà riêng cái cao xương khớp này do các cái cây thảo dược mà mình làm thành cái sản phẩm này ấy, thì mình uống là mình yên trí, coi khỏi là khỏi hẳn, nhưng mà phải kiên trì từ 1 đến 3, 4 tháng thì mới khỏi hẳn được, cũng không mất tiền nhiều đâu. Nên mọi người sẽ cố gắng uống nha, để cho nó khỏi phải nhức, đau nhức là nó rất là khổ cho người già. Trẻ con 3, 4, 5 tuổi cũng bị ấy. Trẻ con ấy thì mình chỉ cho nó uống ít thôi thì là nó khỏi ngay. Vâng, cảm ơn lương y Trịnh Thị Hòa. Vâng, có lẽ là cái sản phẩm này nó cũng phù hợp với khá nhiều người bệnh đúng không ạ? Và mong quý vị và các bạn sẽ mua sản phẩm và trải nghiệm sản phẩm. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ.